Xin chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay em có một cái mẫu xe, tức là nó không phải là xuất sắc lắm ở trên thị trường, và nó không là một trong top đầu xe gọi đẹp, và cũng không phải là top đầu của những dòng xe sang. Nhưng hôm nay là em có cái mẫu xe này là một trong những phân khúc mà em tìm kiếm rất là nhiều trên thị trường, và đặc biệt bên em tuyển về rất là kỹ. Thì em có những cái mẫu xe bé nhỏ xinh xinh hôm nay cho quý vị và các bạn. Và video này thì em đăng lên em bán những con xe gọi là chắc là thị trường hơi khó có những cái giá xe như con xe bên em bán ra các bạn nhé. Và đặc biệt hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết về một con xe Spark sản xuất 2011, tư nhân, chính chủ, không taxi dịch vụ một ngày. Đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2011. Đến với anh chị, nó là một chiếc xe đẹp. Và anh chị nào phải thật bản lĩnh, thật yêu về cái đẹp và yêu về cái chất lượng, thì chúng ta hãy xem hết phần giữa video. Em sẽ báo giá chi tiết chiếc xe này cho quý vị và các bạn. Và chiếc này thì cũng xin giới thiệu với các bạn luôn, với chiếc xe đẹp như này, không taxi dịch vụ, đời cao, đời 2011, và được nâng full đổ khá là nhiều đồ như chiếc xe này, thì cái giá của nó thì các bạn hình dung ra nó không phải rẻ lắm đâu các bạn nhé. Và giá của nó thì nhỉnh trên 100 triệu một tí. Đấy các bạn ạ. Và đến phần giữa video em sẽ báo giá cụ thể chi tiết về một chiếc xe này cho quý vị và các bạn. Và em làm video cụ thể con này thì xin giới thiệu các bạn, em sẽ làm video thứ nhất nó có 3 phần. Phần thứ nhất là em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần thân vỏ. Sau đó và em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phần nội thất của xe. Và sau đó em sẽ giới thiệu đến phần thứ ba là phần kết thúc, là phần thân, là phần trái tim cũng như linh hồn của xe, đó là phần máy của xe. Thì anh chị nào thực sự đang tìm kiếm cái xe đẹp thì các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu một cái xe đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Đời 2011 nó lại đời cực kỳ cao các bạn nhé. Và bên này thì em có con 2010 màu vàng chanh. Đấy, giá em bán hơn 90 triệu. Và con này là bản Super, số tự động, đời 2010. Bên em đang bán với giá xe nhập khẩu các bạn nhé. Con này con nhập khẩu Hàn Quốc luôn. Đấy, đang bán với giá hơn 150 này. Và bây giờ em xin được trở lại video cụ thể về ngoại thất của một chiếc xe được sản xuất năm 2011. Thì quý vị và các bạn quan sát, em nó được trang bị là nước sơn màu đỏ, và la răng là răng đúc, là dạng là dòng phay. Và đèn của xe nó được trang bị theo kiểu là đèn rất là truyền thống. Đấy, 4 mắt, tức là 2 đèn gầm và 2 đèn pha. Có điều khiển chỉnh pha cốt và kết hợp đèn xi nhan chiếu giữa ở phía giữa. Và cái biểu tượng này thì quý vị và các bạn có nhìn quen không ạ? Nó chính là cái biểu tượng GM Moto. Nó được của hãng GM. Nó được kết thúc và chuyển sang bây giờ bán thương hiệu cho anh VinFast. Đấy, anh Vượng các bạn nhé. Và chiếc xe này thì em xin bao zin cho các bạn từ đèn là Korea, và đèn gầm cũng đèn xịn, tất cả mọi cái là xịn sò hết các bạn nhé. Đăng kiểm của xe thì dài, sơn si thì cực đẹp, keo chỉ zin 100%, lườn nóc zin các bạn nhé, không khoan đục, không taxi, một chiếc xe rất là đẹp. Và anh chị nào có cái tầm tiền đẹp thì liên hệ cho em. Và đặc biệt nói thật với các bạn là em chỉ thích những bán chiếc xe đẹp, và em chỉ thích bán cái xe giá nó cao hơn con xe bình thường các bạn nhé. Đó, và em chỉ thích bán cái giá nó cao hơn con xe bình thường các bạn ạ. Và con xe này thì nó chắc chắn nó phải cao hơn con bình thường rồi. Đấy các bạn nhé, những chiếc xe cao hơn bình thường và nó đẹp hơn bình thường thì cái giá nó sẽ khác hơn con xe là bình thường các bạn ạ. Bởi vì nó đẹp và nó giá nó không rẻ. Vì những chiếc xe rẻ thì bao giờ là các bạn quan sát thì cũng không có xe đẹp các bạn ạ. Từ cái mặt gương của xe thì chúng ta quan sát nó vẫn là gương zin các bạn nhé. Đấy, chủ nhân trang bị là một dàn la răng đúc. Đấy, phía sau là dàn la răng đúc theo xe. Đấy, còn nguyên bản hết các bạn này. Từ cua lốp của xe còn nguyên, và đáy gầm của dòng này nó vẫn còn nguyên bản. Đó là một chiếc xe đẹp các bạn ạ. Đó, từ đặc biệt đẹp hay không thì chúng ta đánh giá một chiếc xe nó còn nguyên 3 bô lê. Và cái lợi 3 bô lê thì chúng ta quan sát nó còn nguyên bản như thế này. Đó là một chiếc xe đẹp cực kỳ rồi các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần đuôi và bên phụ của xe. Đó, một chiếc xe này. Đấy các bạn, một dàn nốt đây thì được cái một dàn nốt mới các bạn nhé. Nốt Michelin nốt mới các bạn này. Đấy, một dàn nốt mới luôn. Đây các bạn này.
khá là mới tất cả bốn bánh này. Và ba bô lê của xe bên này nó cũng zin toàn tập đây các bạn nhé. Đấy, đặc biệt gầm của xe quá là đẹp luôn các bạn, ok quá là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe đẹp các bạn này. Đây các bạn quan sát này, gầm nó đây. Đấy các bạn nhé, bô này. Đấy gầm đây, ba bô lê kìa. Đấy các bạn này, đợi ba bô lê này, quá đẹp luôn, một chiếc xe đẹp cực kỳ các bạn ạ. Về phía sau của xe nhìn em nó đáng yêu cực kỳ luôn các bạn ạ. Một phần dáng thực ra là nó rất là đẹp bởi những chiếc xe không taxi dịch vụ khác hoàn toàn. Đây quý anh chị nhé, quý anh chị nhìn này, đấy không taxi dịch vụ này, zin này, các bạn nhìn đẹp không ạ, đẹp không ạ. Đấy, chủ đã lên hết cái viền này các bạn nhé, nó chỉ hơi chầy đây các bạn này. Đấy, đồ zin của nó chỉ hơi bạc đây tí thôi các bạn nha, nhưng nó còn nguyên hết này. Đấy các bạn này, đây ghế đây các bạn nhé. Đấy, nội thất của xe đây. Đấy các bạn này, có đầu màn cam lùi, cam hành trình các bạn nhé. Đó, trần nỉ theo xe, ghế da xịn sò. Đó, một chiếc xe khá là đẹp, đặc biệt là xe không taxi dịch vụ không hoàn đục. Chúng ta lưu ý là không taxi dịch vụ không hoàn đục các bạn nhé. Mọi thứ còn quá là ok. Một chiếc xe sơn gần như zin cả xe các bạn nhé, gần như sơn zin cả xe. Và đặc biệt cái màu đỏ này thì nó rất là đẹp các bạn ạ, đời lại cao, màu đỏ lại đẹp. Đấy, cho nên là rất phù hợp cho anh chị nào có sự lựa chọn đời cao. Thì cái form Spark này thì nó chỉ đến 2011 này là kết thúc form này các bạn nhé. Đấy, mình nói với các bạn luôn là kết thúc form này, nó không có form nào hơn cả. Đấy các bạn lưu ý này, một chiếc xe đẹp và nó không taxi cả dịch vụ không hoàn đục một tí nào các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, và các bạn quan sát cho em là cái tablo tâm ly nó không taxi dịch vụ, nó sẽ khác hoàn toàn với những chiếc xe taxi dịch vụ các bạn nhé. Nó không taxi dịch vụ, nó khác hoàn toàn các bạn ạ. Đó các bạn lưu ý như thế. Và đây các bạn quan sát này, đầu màn cam lùi đủ cả cam hành trình. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Vô lăng phủ số của xe khá là đẹp luôn. Đấy các bạn này, một chiếc xe rất là đẹp rồi. Đấy các bạn đi quan sát này, nó đi rất ít đây. Đấy các bạn nhé. Đó, phần gương kính chỉnh điện thì bốn kính luôn, mọi cái sơn si, cột kèo keo chỉ zin cả xe. Đấy, cửa đóng phần phần. Đấy các bạn nhé, đây cửa đây, cửa đúng một chiếc xe không dịch vụ chúng ta đóng mở này, quá êm luôn, nó cứ phịch. Đấy các bạn nhé, không có tiếng sắt chạm vào nhau, đó là một chiếc xe đẹp. Đấy các bạn này, nó đẹp như vậy không có chê vào đâu được các bạn nhé. Đó, về phía sau đèn của xe nó đầy đèn zin hết, và biểu tượng Spark nó vẫn còn nguyệt, và biểu tượng Chevrolet nó vẫn còn các bạn ạ. Đó là một chiếc xe khá là ok. Đó, và đây em sẽ giới thiệu bên phụ của xe. Đó, về bên phụ của xe thì quý vị và các bạn quan sát cái đường gân chỉ của xe, nó nhìn vẫn thẳng tưng vẳng đét các bạn ạ. Đó là một chiếc xe hoàn hảo để cho quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe gia đình. Chiếc xe này nó là xe gia đình thực sự sự các bạn nhé, đi thì sướng thôi rồi luôn. Đấy các bạn này, sướng thôi rồi luôn ạ. Bởi vì cái mẫu xe này nó không dịch vụ, Spark này nó cũng hiếm đấy các bạn ạ, nó không nhiều đâu. Đặc biệt cái xe này xe trong nước các bạn nhé. Đấy, xe lắp ráp ở cái diện lắp ráp trong nước nó không nhiều như là cái xe nhập khẩu. Đấy, nhập khẩu thì nó yên tâm luôn. Và con này cái giá đồ của xe nó vẫn còn nguyên bản, đồ của xe thì nó còn zin. Tí nữa em cho quay phần cốp sau bởi xe đang nổ máy các bạn nhé. Những cái dòng này đang nổ máy thì chúng ta không mở được vì chúng ta phải mở bằng khóa các bạn ạ. Đấy, đẹp hay không thì chúng ta nhìn quan sát cái ổ khóa này. Đấy, chưa dính một tí sơn các bạn nhé, chưa dính một tí sơn nào cả. Đó, chưa dính một tí sơn. Và đây thì cái gương của nó bên phụ của nó vẫn là gương xịn này. Đấy các bạn nhé, nó một cái xe đẹp để chúng ta phải đánh giá nó đẹp toàn diện. Đây, một chiếc xe này xịn, đóng cửa này các bạn này. Đấy, chúng ta đóng này. Đấy các bạn nhé. Đấy, nó mở ít cực kỳ này các bạn này. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp luôn. Đấy, một cái này. Đây các bạn này, các bạn quan sát này, đẹp lì chấm hết luôn các bạn nhé. Đấy, cái xe này thì đây các bạn này. Đấy, lòng trong này, sơn của xe này cực kỳ đẹp các bạn này. Đấy các bạn này, đẹp zin luôn, đẹp nét này nè các bạn nhé. Đây, đấy các bạn này, một chiếc xe đẹp thì bao giờ nó cũng vậy các bạn này, khá là ok luôn. Đấy các bạn này, rất là ok, xe đẹp nét căng. Đây, với chiếc xe đẹp như này thì nó luôn 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 có cái giá trị đẹp riêng của nó các bạn ạ. Cho nên là anh chị nào phải thực sự thích những cái xe đẹp và đừng quan trọng về giá, vì xe đẹp thì giá nó khác hoàn toàn so với xe dịch vụ các bạn nhé. Và cái giá của xe dịch vụ là nó khác. Đấy, đời 2011 thì nó cực kỳ cao. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần đầu xe một chút, sau đó em sẽ chuyển sang đến phần thứ hai, đó là phần nội thất của xe. Sau đó em sẽ chuyển sang phần thứ ba là các bạn cứ theo dõi tuần tự
là đến phần máy, là phần kết thúc video các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đến phần nội thất của xe. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe nó được sản xuất những năm 2011. Thì bao giờ cái nội thất của xe thì nó là dạng nội thất lỉ, nhưng chủ nhân đã vào hết là ghế bọc da, là bọc da màu đỏ đen, làm cho chiếc xe rất nổi bật. Nổi bật từ cái option của xe là cái option mở cửa người ta cũng làm bằng đỏ đen. Đấy, nó kết hợp với cái màu đỏ này. Thì chắc chắn là anh chủ, à, chị chủ này, cái chiếc xe này là chỉ dành cho phụ nữ các bạn nhé. Vì chiếc xe này là một phụ nữ đi ở bên thành phố luôn các bạn nhé. Đấy, mình mua về vừa ở bên thành phố, anh chị đổi xe đấy để cho mình chiếc này. Đấy, và nữ đi cho nên là màu đỏ. Trên đây anh chị anh phối màu rất là nhiều màu đỏ. Kể cả cái thanh gia lóc này người ta sơn đỏ các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cái mệnh người ta màu đỏ, nhưng mà sơn đỏ hết. Đây, người ta đỏ đây các bạn nhé. Đấy, cái vô lăng củ số của xe thì đây, các bạn coi vô lăng rất là đẹp này, vòi to các bạn nhé. Đấy, xe thì chủ chị rất yêu và có bức tượng của xe. Đấy, bức tượng là đi là Phật. Đấy các bạn này. Đây, có nước hoa, có màn hình, có màn hình các bạn nhé. Đấy, có màn hình, đặc biệt là cái màn hình này là màn hình cam hành trình các bạn ạ. Đấy, cái cam hành trình này chủ đã lắp và nó chỉ có cái cam hành trình thôi, còn cam lùi thì nó được kết hợp ở đây các bạn nhé. Đây là cam lùi ở phía sau. Đấy các bạn này. Đấy, còn mọi cái đây thì chủ nhân đã cái đài ở đầu này. Đấy, em sẽ chỉnh nó sáng lên. Đấy, con này nó đi vào rơi vào tầm bao nhiêu km nhỉ? Đấy, mua về em chưa xem đâu các bạn ạ. Đấy, 8,2 vạn. Ô, một chiếc xe đi khá là ít đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe đi khá là ít đấy, rất là đẹp này. Nội thất của nó rất là tươi các bạn nhé. Đấy, nội thất rất tươi. Và đặc biệt cái dòng Spark này thì các bạn lưu ý là nó chỉnh được đèn sáng tối các bạn nhé. Đấy, nó chỉnh được đèn chế độ sáng tối này. Nó rất hay. Đấy, tuy là ít tiền nhưng cái dòng này nó rất là hay đấy, nó chỉnh được sáng tối đấy các bạn nhé. Đó. Đây. Củ số của xe rất là ok này các bạn này. Đấy, đèn thì soi tất cả kẻ chế độ khi chúng ta dùng nó sáng hết rồi các bạn này. Nhiều cao ăn cháy bóng nó nhìn nó rất xấu. Đấy các bạn này. Đây, phần gương kính chỉnh điện để em chỉnh cho các bạn. Nó con gương thì chỉnh là vẫn là chế độ tay các bạn nhé. Đây. Mọi cái rất ok. Một chiếc xe Spark mà nó được đầy đủ như này là khá ok đấy các bạn ạ. Đấy, gương kính điện của nó là khá là ok đấy. Đấy các bạn nhé. Đó, như này rất ok rồi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu phần cho các bạn là phần ghế sau. Sau đó em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy, kết thúc video xong và em sẽ giới thiệu cho bạn phần cốp để các bạn cảm nhận. Và chiếc xe này thì các bạn quan sát là nó có cả điều khiển các bạn nhé. Nó có cả điều khiển xe này. Đấy. Đây. Và phần ở sau thì các bạn quan sát này, tất cả mọi cái này, đồ nó rất là đẹp luôn. Đấy, tay mở rồi là ổ khóa nó chưa dính sơn này. Đấy các bạn nhé. Chưa dính tí nào luôn. Đấy, nội thất đỏ đen rất là đẹp. Đặc biệt cái trần này, trần nỉ nó rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chị quan sát này, trần nỉ rất là đẹp, có giá đồ này. Đấy. Đặc biệt cái ổ khóa của xe này, sáng choang này. Đấy các bạn này. Đây, và bây giờ em sẽ mở khóa để cho các bạn quan sát này. Đấy. Cái dòng này khóa thì nó bắt buộc chúng ta phải mở bằng khóa đấy rồi. Đây. Từ hai cái đèn biển số của xe nó chưa bị dính sơn các bạn nhé. Chưa dính sơn luôn. Và cái biển này là biển đúng đời đúng biển các bạn nhé. Biển 29A 228 22630 là đúng 9A2 là 2010 đấy các bạn nhé. Đời 2010. Đấy. Đây các bạn quan sát này, zin toàn tập này. Đấy các bạn nhé. Zin hết này. Đấy các bạn này. Zin này. Zin hết này. Đấy. Mọi cái này. Đấy, chị này rất cẩn thận đây. Cả bộ nó zin 100% các bạn này. Đấy. Sáng choang. Các bạn nhé. Đây, qua đây. Nó rất là đẹp này. Đủ đồ các bạn nhé. Kích tay mở thì biết đủ hết này. Đấy. Vào đây thì em sẽ quay cho các bạn đến phần phần sàn cốp. Sàn ở đây. Các bạn nhé. Sàn đây. Rất là ok. Đủ đồ các bạn này. Đấy, một cái rất là ok luôn. Đấy, sàn đây, lốp dự phòng đây. Cái lốp này thì để mai mình bảo bác cả cái đánh rửa lốp đi. Cho nó sạch các bạn nhé. Đấy, người ta mua nào lúc mình mua về hay nào bây giờ nó vẫn y nguyên thế các bạn ạ. Mình chưa tân trang chưa làm gì hết. Đấy, chưa đẹp. Bạn. Và bây giờ đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy cơ nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy của xe. Phần máy thì là phần kết thúc video các bạn nhé. Và em sẽ kết thúc video ở cái phần máy. Đây, máy đây. Máy con này thì chấm hết các bạn ạ. Máy đẹp cực kỳ luôn.
Cabo thì xin giới thiệu các bạn phần máy. Cabo của nó là cabo zin 100% các bạn nhé. Đấy, cabo này. Em sẽ giới thiệu cho các bạn cabo này. Đấy, cabo đây. Zin đây các bạn nhé. Đấy, giằng đầu của xe đây. Em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho các bạn luôn. Đấy, đầu xe này. Đấy các bạn này. Máy đây. Máy của xe con thì máy zin các bạn nhé. Máy nguyên bản. Các bạn quan sát cho em các bạn máy này. Nó rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, mặt máy của nó này không bị tẩy rửa một tí axit nào các bạn nhé. Là máy nguyên luôn các bạn này. Máy lổ thì thầm các bạn nhé. Em cam kết cho các bạn là máy chưa hề đâm va, đổ ngã gì cả. Và đặc biệt máy là không có hơi thừa, không đổ hơi các bạn nhé. Là máy của nó máy còn zin. Đấy các bạn này, không một tí hơi thừa nào cả các bạn ạ. Máy đang nổ đây. Đấy. Máy chất lơ luôn. Đây, và bây giờ em sẽ ga thử lên để cho các bạn cảm nhận một chiếc xe đạp. Đấy, máy rất là ngon luôn các bạn nhé. Đó. Máy cực kỳ ngon, nổ không có hơi thừa, không đủ hơi. Đây các bạn này. Máy chất lừ luôn. Máy zin hết các bạn này. Đấy các bạn này. Mọi cái rất là ok. Đấy các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ quay cho các bạn đây. Cái phần đăng kiểm của xe là tháng 4 năm 23 các bạn nhé. Rất là dài luôn. Đến tháng 4 năm 23 mới hết rồi. Đấy, và bây giờ em sẽ quay tổng thể xung quanh xe một lần nữa để em sẽ kết thúc video một chiếc siêu phẩm đẹp tức tối cho quý vị và các bạn. Đấy, em sẽ quay chiếc này để kết thúc video. Sau đó em sẽ kết thúc video các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, anh chị nào quan tâm cái mẫu xe đẹp chất lượng như chiếc này thì các bạn liên hệ ngay cho em để được sở hữu em nó. Đó, một chiếc xe cực kỳ đẹp đang tung cây bay. Đấy, chuẩn bị chào đón tình yêu. Ai sẽ đón em nó đây? Ai sẽ đón em nó đây? Giơ tay cho em cái nào. Giơ tay đi. Và các bạn chuyển cọc 24/24 các bạn nhé. Nhanh thì còn. Đấy. Và chiếc này anh chị nào nhanh cũng sẽ còn. Và một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, màu vàng chanh anh chị nhá. Đấy, và con này thì cũng vậy này. Anh chị nào có nhu cầu sút ngay và luôn. Đấy, số tự động, đời 2009. Một chiếc xe đến từ Hàn Quốc. Không nói nhiều về chất lượng, không nói nhiều về chất lượng, kể cả hình thức. Một chiếc xe không nói nhiều về chất lượng và hình thức. Nó chấm quân vào hết luôn các bạn nhá. Bản AT rất là hiếm. Một chiếc xe là đẹp cực kỳ, chỉ dành cho các anh chị nào có bản lĩnh. Nhiều anh chị giả mình với giá là 148 mấy đấy nọ kia rồi, nhưng không mua được đâu các bạn ơi. Xe con này mình mua giá là rất là bướng đấy, vì xe nó đẹp, một chủ từ đầu các bạn nhá. Một chủ từ đầu các bạn nhìn thì biết ngay là một chiếc xe nó đẹp như nào rồi. Đấy, từ cái biển số nói lên là tất cả một chiếc xe. Đó các bạn ạ. Bạn nào mua chiếc này thì liên hệ em ngay. Đấy. Và một lần nữa em xin được kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn.